quý vị, ùn tắc giao thông trước cổng trường vào giờ tan học là vấn đề thường xuyên xảy ra mỗi khi lưu thông vào giờ cao điểm. Dự báo trước tình hình này, vào những ngày đầu năm học, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng và Sở Giáo dục Đào tạo thành phố đã phối hợp với chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng tuyên truyền luật giao thông đường bộ trong trường học, tổ chức cho phụ huynh học sinh ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông, trong đó có đậu đỗ xe đưa đón học sinh phải đúng nơi quy định. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông ở một số trường học trên địa bàn thành phố vẫn diễn ra. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Như thường lệ, khoảng 17 giờ chiều, các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến bậc trung học cơ sở trên địa bàn thành phố đều tan học. Nhiều phụ huynh đưa đón học sinh bằng ô tô ngang nhiên đậu đỗ trước cổng trường, dẫu các điểm trường đều gắn biển cấm đỗ. Nhiều phụ huynh đỗ mô tô, xe máy hàng 3, hàng 4 trước cổng trường để đón con em cho tiện. Những cảnh như thế này lặp đi lặp lại hàng ngày mỗi khi tan học, gây ùn tắc giao thông cục bộ trước cổng trường, làm những người tham gia giao thông và chính những người làm công tác quản lý giáo dục cũng ngán ngẩm. Ở một bộ phận nhỏ của phụ huynh, cái ý thức chấp hành an toàn giao thông của một số phụ huynh là chưa cao. Cho nên là trong quá trình mà tham gia lưu lượng giao thông á, là một số phụ huynh là chưa chấp hành tốt an toàn giao thông thì dẫn đến là cái việc con em là không chấp hành tốt. Thì lúc không có lực lượng công an giao thông thì tất nhiên là cái hơi lộn xộn, là phức tạp hơn, phải nhờ lực lượng công an thì thường xuyên đây bắt đầu để cho giải tỏa những cái hệ thống giao thông thấm thuốc. Ban An toàn giao thông thành phố cho biết ngay từ đầu năm học, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức các buổi truyền thông trong trường học, thông báo một số lỗi vi phạm thường gặp trong lứa tuổi học sinh, tổ chức ký cam kết trong từng khối lớp không để học sinh vi phạm giao thông và nhắc nhở phụ huynh đậu đỗ xe trước cổng trường đúng nơi quy định, tránh ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Nhưng đến giờ tan học, nhiều phụ huynh vẫn thích đưa đón con ngay trước cổng trường, gây ùn tắc giao thông. Cái việc mà phụ huynh vào trong cổng trường để chờ đón các em học sinh thì nó cũng còn rất là hạn chế. Cổng trường, sân trường thì rất là rộng. Chúng tôi bố trí khu vực rất là rộng, nhưng mà việc học sinh vào, phụ huynh vào trong sân trường để đưa đón các em thì còn rất là ít. Vì vậy cái việc ùn tắc giao thông trước cổng trường cũng vẫn còn diễn ra. Qua một tháng triển khai phối hợp của các ban ngành địa phương với mục tiêu giữ bình yên trước cổng trường, ngay từ đầu năm học thì hầu hết phụ huynh chấp hành nghiêm khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng nhắc nhở. Tuy nhiên khi không lực lượng chuyên trách xuất hiện thì mọi việc đâu lại vào đấy. Đâu đó thì vẫn còn một số trường hợp là dừng đỗ của phụ huynh lúc đưa đón con đi học cũng như là lúc đón con về. Và đặc biệt là vào cái mùa mưa này đó, thì cái lượng phương tiện ô tô đó mà phụ huynh sử dụng để đưa con đến trường và đón con về thì cũng tương đối đông, dẫn đến cũng một số hiện tượng là ùn tắc cục bộ. Chúng tôi cũng đang hết sức cố gắng tiếp tục cùng với lực lượng chức năng để mà kiểm tra xử lý trong thời gian đến. Để giao thông trước cổng trường thực sự bình yên, bên cạnh việc xử lý nghiêm các phương tiện đậu đỗ không đúng nơi quy định của lực lượng chuyên trách, thì chính quyền sở tại nơi có trường học cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường, tăng cường truyền thông, nâng cao ý thức, tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ của phụ huynh. Có chế tài xử lý phụ huynh vi phạm. Có như vậy, bình yên trước cổng trường mới trở thành hiện thực.